Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Kiều Trinh. Như ở dưới tiêu đề thì mọi người đã biết, ngày hôm nay thì mình sẽ swatch hai màu son mới của nhà Merzy dòng Aura Dewy Tint. Thì trước khi vào cái swatch này thì chỉ có hai màu son thôi nên là mình thấy video sẽ khá ngắn, nên là mình sẽ quay qua cái make look ngày hôm nay cho mọi người nha. Make look ngày hôm nay thì mình thấy là nó cũng khác so với những cái make look swatch bình thường của mình. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cushion của nhà Merzy dòng Glow. Mình sử dụng màu 02, màu này sẽ hơi sáng hơn tông da của mình một chút. Tuy nhiên thì sau khi mà nó xuống tông ấy, nó tệp vào hẳn tông da của mình thì nhìn sẽ rất là đẹp. Bạn này thì mình cũng đã có một cái video review riêng để test rồi, nên là mọi người có thể xem lại nha. Và tiếp theo thì chắc chắn là không thể thiếu được bước che khuyết điểm. Nếu mà muốn một lớp nền thật là đẹp thì mình vẫn sử dụng che khuyết điểm của tờ C mà mình gắn bó trong bao nhiêu năm nay, không hề thay đổi. Mùa hè này thì mình không thể thiếu được bước phấn phủ. Mình sử dụng phấn phủ của Gisia để phủ lên toàn bộ gương mặt luôn, tại vì mình khá là thích một cái lớp nền lì vào mùa hè này á. Và vẫn là chì cái máy quen thuộc của nhà Lemonade. Mình vẫn kẻ dáng lông mày như bình thường thôi, không có gì thay đổi cả. Các video thì mình vẫn kẻ như thế này ấy, tại vì là mình rất là khó nghĩ ra một cái dáng lông mày mới mà hợp với mình á. Về phần đánh mắt thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng bằng mắt của Merzy luôn. Hôm nay mình đánh mắt rất là đơn giản, phải gọi là cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà nhìn nó lại khác với những cái make look hàng ngày. Nên mình chỉ sử dụng một cái màu nâu be đầu tiên, mình tán lên toàn bộ bầu mắt nhá. Xong rồi mình sử dụng thêm một cái màu nâu hơi trầm và chỉ tán ở phần đuôi mắt dưới và đuôi mắt trên. Gọi thế đúng không ta? Thì kiểu tán nhọn nhọn về phần đuôi mắt ấy. Đấy, thì nhìn nó sẽ có một cái gì đấy hút hút ở phần đuôi và nhìn mắt mình nó sẽ dài hơn. Và mình sẽ sử dụng sáp kẻ mày của Lily Byres để kẻ một cái eyeliner mà mình nghĩ là cũng khác so với những cái eyeliner hàng ngày mình sử dụng. Tại vì đa số là mình sử dụng kẻ dạ là chính ấy. Thì mình cũng kẻ hơi phức tạp một chút, mình cũng không biết là mình kẻ như thế nào. Và mình cứ kẻ theo cái ý nghĩ lúc đấy của mình thôi á. Và bước để có một đôi mắt thật là đẹp thì chúng ta không thể quên được kẹp mi thật là cong và chiếc mascara thật là cong. Kẹp mi Surumra với cả mascara của Heroin Make thì mình không thể thiếu được, tại vì đây là bộ đôi mà giúp mi của mình cong nhất từ trước đến giờ. Gần như là không có một cái sản phẩm nào có thể thay thế được bộ đôi này. Về tạo khối thì mình sẽ sử dụng tạo khối của Lam, tạo khối cho phần hốc má này, xương khoai hàm này. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng highlight của Gisia. Bạn này thì mình đã nói trong cái video Make Up One Band rồi, mình rất là thích bạn này và mình sử dụng liên tục trong thời gian này luôn. Phần má thì mình sẽ sử dụng một màu nâu cam ở trong bảng của Merzy để làm phần má luôn, rất là tiện. Giờ thì chúng ta cùng đi vào phần swatch hai màu son ngày hôm nay nha. Về thiết kế thì brand vẫn giữ nguyên thiết kế cũ, không có gì thay đổi cả. Đương nhiên thôi, tại vì thiết kế này gần như ăn điểm 10 của các chị em. Thiết kế độc lạ, hút mắt vô cùng. Chất son và mùi hương thì vẫn như vậy. Mình đã có video swatch chi tiết 9 màu cũ rồi nên là mọi người có thể xem lại. Link video thì mình đặt dưới phần mô tả nha. Đầu tiên DT10 là màu đỏ cam nâu trầm siêu đẹp và lạ mắt. Mình đã dùng qua khá là nhiều son tinh bóng của Hàn rồi. Và đây thì là màu đỏ cam nâu trầm mà mình thấy đẹp nhất từ trước đến giờ và kiểu nó đúng độ trầm nhất ý. Đây thì cũng là màu son mà mình sử dụng trong video Lazada Haul mà được mọi người hỏi rất là nhiều. Bạn nào mà thấy DT4 chưa đủ trầm thì book luôn bạn này nha. Sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Tông màu này thì sẽ hợp với mọi tông da, nhiều kiểu make up khác nhau, nhưng mà lưu ý thì sẽ không hợp với mặt mộc nha mọi người. Nói qua chất son một chút thì đây là chất son dạng tin bóng lên màu đậm chuẩn tùy theo sắc độ của màu son nữa. Cảm giác trên môi nhẹ nhàng, không bị dính như các dòng son bóng Âu Mỹ. Độ bóng bám trên môi khá là tốt, tầm 3 tiếng. Son có nhiều dưỡng nên là khi đánh son cả ngày mình cũng không thấy là môi mình bị khô gì cả. Điểm cộng là lớp finish bóng quá đẹp, nhìn kiểu tưởng tượng ngay đến viên pha lê trong trẻo, yêu muốn cắn luôn á.
Và DT11 thì là màu đỏ nâu trầm, khá nhiều sắc nâu trong màu son này, và mọi người có thể thấy là màu son nhìn cuốn hút cực kỳ luôn, mang một nét huyền bí và sang chảnh. Đây thì là màu son bóng trầm nhất mình đã từng sử dụng qua, kết hợp với độ bóng như pha lê siêu đỉnh ở trên môi. Màu son này nhìn độc lạ và mình nghĩ chị em nào nhìn một lần đầu tiên cũng phát mê luôn á. Màu son này thì sẽ không kén tông da và vẫn yêu cầu chị em cần make up nha. Chú ý make up một chút, kiểu đừng lố quá nếu mà không muốn mặt của mình bị dừ á. Và vậy là vừa rồi mình đã swatch cho mọi người hai màu son mới Merzy Aurora Retin DT10 và DT11. Link mua sản phẩm thì mình sẽ để dưới mô tả cho mọi người tham khảo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.